Chi Dân bị dân mạng hỏi thăm chuyện bị bế lên phường, anh ổn không? Mới đây, Chi Dân bất ngờ bị một số cộng đồng mạng tràn vào trang cá nhân để lại những câu hỏi ẩn ý về chuyện bị bế lên phường vì sử dụng chất cấm. Cụ thể, trong bài đăng mới nhất của Chi Dân vào ngày 25 tháng 3 với dòng trạng thái: Sài Gòn có lẽ đẹp nhất về đêm, nhưng có lẽ anh là người đẹp hơn cả Sài Gòn vì người ta hay khen anh đẹp nhất chuồng mà. Kèm với những bức ảnh visual cực điển trai bên xế hộp hạng sang để quảng bá cho ca khúc mới I Can't Live Without You, thì có một loạt bình luận của cộng đồng mạng ẩn ý về chuyện nam ca sĩ bị bắt vì sử dụng chất cấm. Cộng đồng mạng lần lượt đặt những câu hỏi: chấm, anh ổn không? Chắc ai tị hiềm chỉ điểm rồi? Ai chỉ điểm anh vậy? Đến hơi sớm. Đặc biệt, trong loạt bình luận có những từ như tị hiềm, chỉ điểm làm nhiều người liên tưởng đến phát ngôn của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh khi nói nghi vấn sử dụng chất cấm của diễn viên Anh Đức. Nghi vấn nam diễn viên bị bắt vì sử dụng chất cấm càng rầm rộ hơn khi một hình ảnh nam thanh niên với ngoại hình và những hình xăm ở những vị trí khá tương đồng với Chi Dân đang ngồi trên đồn công an bị lan truyền. Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, bắt đầu tham gia showbiz từ năm 2013 với màn cover ca khúc Mất Trí Nhớ khiến khán giả ấn tượng. Đến năm 2016, Chi Dân mới chính thức bùng nổ với bài hit Điều Anh Biết. Nam ca sĩ gây thiện cảm với chất giọng trầm ấm cùng giai điệu âm nhạc trẻ trung sôi động. Sau 10 năm đi hát, Chi Dân được khán giả biết đến rộng rãi với loạt ca khúc đình đám như Buồn Một Chút Rồi Thôi, Biết Không Em, Kết Thúc Vẫn Là Anh Không Sao Đâu. Đặc biệt, anh còn có khả năng sáng tác, tạo nên nhiều bài hit Anh Muốn Em Sống Sao của Bảo Anh, Giả Vờ Nhưng Anh Yêu Em của Miu Lê. Trong tiệc kỷ niệm 10 năm ca hát, Chi Dân lần đầu tiên nói về những biến cố của cuộc đời. Nam ca sĩ cho hay, việc mẹ mất và bạn gái không còn bên cạnh đã khiến anh sốc và mất phương hướng trong một thời gian dài. Nam ca sĩ thường xuyên vướng vào tin đồn tình cảm với Ninh Dương Lan Ngọc trong thời gian dài. Cả hai từng để lộ nhiều loạt hình hẹn hò, nhưng Chi Dân lẫn Ngọc Nữ Điện Ảnh chưa một lần xác nhận. Cũng trong dịp này, Chi Dân chia sẻ một loạt dự án mới gồm MV Đừng Khóc và phim âm nhạc ngắn Quan Tâm Hay Không Quan Tâm. Chi Dân ấp ủ dự án này từ lâu và muốn làm series bao gồm nhiều bài hát cùng các câu chuyện nối với nhau và được quay ở nhiều nước châu Á. Tuy nhiên, đã 9 tháng trôi qua, Chi Dân mới chỉ tung ra teaser MV Đừng Khóc và chưa tung ra các sản phẩm âm nhạc như đã chia sẻ. Nam ca sĩ có đăng tải những vlog đời thường và chưa có động thái trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Tháng 3 năm 2023, Chi Dân bất ngờ trở lại mạng xã hội với những bức ảnh gây bão. Trông nam ca sĩ có vẻ nữ tính hơn so với những hình ảnh nam tính thường thấy. Cư dân mạng còn đặt nghi vấn Chi Dân đã can thiệp sao kéo vì trông gương mặt của giọng ca làm vợ anh nhé thon gọn lạ thường. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng diện mạo thay đổi là vì Chi Dân đã giảm cân so với trước. Hoặc loạt ảnh trên có thể đã được chỉnh sửa hơi lố tay mà thôi. Trước nghi vấn bị bắt vì sử dụng chất cấm, cư dân mạng đang hoang mang, không biết đâu mới là sự thật. Nếu tin đồn là thật thì đây có thể là ồn ào lớn nhất trong suốt sự nghiệp hơn 10 năm của nam ca sĩ.